Ukraine trong tình thế cam go kéo thêm 2.000 quân đột phá vào lãnh thổ Nga. Ukraine mở cuộc đột kích lớn vào Nga, bắn hạ trực thăng K-52. Nga dự định xây thêm cây cầu mới nằm gần cầu Crimea. Trung Quốc đề xuất ý tưởng giải quyết xung đột ở Gaza. Đa số người Mỹ phản đối điều binh sĩ bảo vệ nếu Israel bị tấn công. Xin chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Không giống như cuộc phản công vào năm ngoái của Ukraine, cuộc tấn công mùa hè của Nga không được thông báo trước. Giai đoạn ác liệt nhất của nó diễn ra ở khu vực Donbass và tỉnh Kharkov trong suốt 3 tháng qua. Đối mặt với tình trạng thiếu hụt vũ khí và nhân lực, Ukraine đang mất dần lãnh thổ kể từ khi thất thủ ở Edetsk vào tháng 2 năm 2024. Hiện nay, mỗi ngày Kiev phải rút lui khoảng 1 km giao tranh ngày càng dữ dội dọc toàn bộ tiền tuyến. Nga đã xây dựng được một số chiến thuật hiệu quả, lực lượng áp đảo, bom lượn và ưu thế về đạn pháo với tỷ lệ 4:1 của Moscow đã góp phần phá hủy các vị trí của Kiev. Máy bay không người lái nhanh chóng gây nguy hiểm cho những con đường tiếp tế quan trọng cách xa nơi giao tranh. Ông Serhiy Tursynkovsky một sĩ quan thuộc lữ đoàn 59 cho hay, họ đang tấn công vào các điểm yếu của chúng tôi dọc toàn bộ tiền tuyến. Nga dường như đang nhắm vào các đơn vị của Ukraine có tinh thần chiến đấu kém, đồng thời sử dụng các chiến dịch tuyên truyền và đạn pháo để tiếp tục làm suy yếu họ. Những bước lùi gần đây của Ukraine thúc đẩy các chỉ huy cấp cao từ các nhà quản lý khủng hoảng đến giải quyết tình hình và đã đạt được một số thành quả. Trong đó có đại tá Pablo Fedoseko, người đã hai lần đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Kharkov khỏi các cuộc tấn công của Nga. Gần đây nhất, sự xuất hiện của ông tại Krasnogorovka, một trong các khu vực còn quan trọng hơn, đã góp phần vào sự ổn định ở đây. Ukraine hiện đang ngăn Nga tiến xa hơn và vẫn kiểm soát khoảng 10% thị trấn đó. Đại tá Pablo Fedosenko nhận định, chúng ta cần giành lại thế chủ động, nếu không họ sẽ tiếp tục ra điều kiện. Trong khi đó, đài RTVI mới đây cho hay, tình hình ở vùng Kursk của Nga vẫn đang căng thẳng sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo về cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine quân đội Ukraine vẫn đang cố thủ ở khu vực biên giới sau khi tìm cách đột phá vào lãnh thổ Nga. Tình hình dự báo trong vài ngày tới sẽ rất khó khăn. LTVI cho hay, lực lượng Ukraine gần đây đã kéo một lượng đáng kể quân dự bị lên vùng Sumy, giáp biên giới với Nga, để chuẩn bị cho cuộc tấn công. Đi kèm với quân dự bị là số lượng lớn các đơn vị pháo binh và UAV. LTVI dẫn thông tin từ cựu nhân viên văn phòng báo chí của Bộ Quốc phòng Nga Mikhail Zovinchuk cho biết, tình hình ở quận Suzansky, vùng Kursk, vẫn đang căng thẳng quân đội Ukraine đã giành được một số vị trí ở khu vực biên giới, bất chấp các cuộc tấn công và không kích dữ dội của Nga. Lực lượng Ukraine đã giải minh trên cao tốc Suzha, Belisa, làm phức tạp thêm việc sơ tán cư dân và chuyển quân của lực lượng Nga. RTVI dẫn thông tin từ Riba, kênh Telegram chiến sự nổi tiếng của Nga cho hay, Ukraine đang tiếp tục chuyển quân dự bị tới biên giới. Tổng cộng, Bộ Chỉ huy Ukraine đã tập trung tới 2.000 binh sĩ theo các đội hình dọc biên giới trong phát biểu ngày 7 tháng 8, bà Maria Zakharova, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, gọi cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào vùng lãnh thổ Kursk của Nga là hành động khủng bố chống lại dân thường. Đại diện Bộ Ngoại giao Nga đồng thời cho biết, chính quyền và quân đội Nga đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ người dân và ổn định tình hình trong khu vực. Hiện tại, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã điều động quân dự bị tới vùng Kursk để ngăn chặn các nỗ lực tấn công tiếp theo của Ukraine. Truyền thông Nga mới đây đưa tin, một chiếc trực thăng K-52 của nước này đã bị bắn hạ khi các lực lượng vũ trang Ukraine thực hiện cuộc đột kích lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột diễn ra. Theo đó, trang tin Avia.pro cho biết, quân đội Ukraine đã điều các nhóm chiến thuật và xe tăng cố gắng đột kích vào biên giới của Nga theo ba hướng. Đối phương cố gắng xâm nhập vào lãnh thổ Nga, sau đó điều thêm lực lượng và hỗ trợ. Phía Nga cho biết đã phản kích mạnh mẽ, khiến Ukraine chịu tổn thất nghiêm trọng về nhân lực và xe bọc thép. Tuy vậy, các lực lượng Ukraine vẫn không từ bỏ kế hoạch và tiếp tục tấn công. Ukraine cũng gây tổn thất cho phía Nga với việc bắn hạ một trực thăng K-52. Một số hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy xác của chiếc trực thăng này bị rơi xuống đất. Tình hình tại biên giới vẫn cực kỳ căng thẳng. Các lực lượng Nga tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công, giáng những đòn nặng nề vào đối phương. Quân đội Nga cho biết đã ngăn chặn được các bước tấn công của các lực lượng Ukraine. Trực thăng tấn công K-52 vẫn được biết đến với biệt danh cá sấu Alligator đã được Nga triển khai tới Syria từ năm 2016 chúng đảm nhiệm vai trò yểm trợ chiến đấu trên không trong rất nhiều chiến dịch. Đây là trực thăng mới và mạnh mẽ nhất hiện nay của Nga. Dòng trực thăng này được thiết kế để phá hủy xe tăng, lực lượng chiến đấu, máy bay cánh quạt và các loại máy bay chiến đấu khác của đối phương trên chiến trường, cũng như có khả năng hoạt động trong bất kỳ thời tiết nào, bất kể ngày hay đêm. Trực thăng K-52 cũng được nâng cấp để triển khai hiệu quả và thực hiện các nhiệm vụ phức tạp trong các chiến dịch trên không. K-52 cũng mang đến sự bảo vệ cao cho phi hành đoàn, trong khi hệ thống tự động được cải tiến giúp phi công dễ dàng điều khiển với thiết kế cánh quạt đồng trục gồm hai bộ cánh quạt được gắn cùng trục chính trên nóc máy bay đem lại cho K52 lực đẩy tối ưu và ổn định hơn so với các dòng trực thăng thông thường. Thêm vào đó, thiết kế cánh quạt đồng trục cho phép K52 tích hợp thêm cơ chế thoát hiểm khẩn cấp cho kíp bay, nâng cao đáng kể khả năng sống sót của phi công. Trong tình huống khẩn cấp, khi máy bay gặp nạn, cánh quạt đồng trục sẽ được kích nổ, giúp phi công dễ dàng thoát ra khỏi buồng lái. Nga là quốc gia đi đầu trong việc chế tạo trực thăng chiến đấu có cánh quạt đồng trục điển hình như các loại máy bay K-27, K-28, K-31, K-50 và K-52. Phải đến những năm gần đây, Mỹ mới phá vỡ thế độc quyền đó bằng chương trình phát triển S-97 Rider và một số loại khác. Cầu Krum dài 19 km, bắc qua eo biển Cớt là đường nối trực tiếp duy nhất giữa mạng lưới giao thông của Nga với bán đảo Krum, khu vực thuộc Ukraine nhưng đã sáp nhập vào Liên bang Nga hồi năm 2014. Cây cầu hiện giữ vai trò vô cùng quan trọng đối với hoạt động cung cấp nhiên liệu, thực phẩm và các sản phẩm khác cho bán đảo Crimea, nơi trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga đặt tại thành phố cảng Sevastopol. Theo ông George Barros, nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ở Washington, Mỹ, nếu cầu Crimea bị hư hại nghiêm trọng, nó sẽ tác động đáng kể đến hoạt động tiếp tế của Nga. Hãng tin Ukraine Ukraine Form mới đây dẫn nguồn tin cho biết Nga có thể đang xây thêm một cây cầu mới nằm gần cầu Crimea. Ukraine Form đăng các bức ảnh được tung lên mạng mô tả là Nga đang xây công trình mới gần cầu hiện tại. Theo nguồn tin, cây cầu mới này được xây dọc theo cầu cũ và cọc đã được đóng xuống. Nga chưa bình luận về thông tin này. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh hồi đầu tháng, Giám đốc Tình báo Quốc phòng Ukraine Kirill Budanov cho biết mọi công việc đang được tiến hành để phá hủy cầu cớt nối đất liền Nga với bán đảo Crimea mà Moscow sát nhập vào năm 2014. Theo đó, Kiev nỗ lực lập kế hoạch phá hủy cầu với cách tiếp cận toàn diện, các phương án gồm cả tấn công tầm xa. Các quan chức cấp cao, gồm cả nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky, từng tuyên bố họ liên tục nỗ lực phá hủy cây cầu nối giữa bán đảo Crimea và vùng Krasnodar là do nó có giá trị hậu cần đáng kể đối với quân đội Nga. Kể từ khi xung đột Ukraine gia tăng vào năm 2022, Kiev cũng từng cố gắng phá hủy cây cầu bằng cách sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp, máy bay không người lái chứa thuốc nổ hoặc xe chứa thuốc nổ. Trong các lần đó, cầu bị hỏng hai lần, cả hai lần đều có người thiệt mạng. Gần nhất, hồi tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn hạ 10 tên lửa Atak MS do Mỹ cung cấp đang bay theo quỹ đạo hướng tới cầu Krum. Moscow nhiều lần lên án việc phương Tây chuyển giao vũ khí cho Kiev, cho rằng điều này chỉ kéo dài cuộc xung đột và khiến các nước phương Tây trở thành một bên tham chiến. Các quan chức Nga cũng cho rằng Kiev ngày càng đẩy mạnh chiến dịch phá hoại và ném bom do thất bại trên chiến trường. Vào tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng giữa những thất bại ở tiền tuyến, Kiev đang nỗ lực chiếm giữ các vùng lãnh thổ biên giới, tấn công các khu vực hòa bình, sử dụng hệ thống tên lửa phóng nhiều lần, tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, cố gắng tấn công bằng tên lửa vào cầu Crimea và cả bán đảo. Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Mới đây, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Ai Cập và Jordani để trao đổi về tình hình Trung Đông. Khi điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao, Di Cư và các vấn đề kiều dân Ai Cập Bad Abdelati, ông Vương Nghị cho rằng vụ ám sát nhà lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran đã đẩy tình hình khu vực vào tình thế nguy hiểm hơn. Ông tuyên bố Trung Quốc kiên quyết phản đối và lên án mạnh mẽ hành động này, cho rằng vụ ám sát đã vi phạm các nguyên tắc cơ bản của Hiến trương Liên Hợp Quốc, xâm phạm chủ quyền và phẩm giá của Iran, phá hoại nghiêm trọng các nỗ lực thúc đẩy hòa bình và khiến lệnh ngừng bắn ở Gaza ngày càng trở nên khó đạt được. Theo ông Vương Nghị, hành động đáp trả sẽ dẫn đến một vòng luẩn quẩn và việc lấy bạo lực đáp trả bạo lực sẽ chỉ làm trầm trọng thêm mâu thuẫn. Ông cho rằng không nên có tiêu chuẩn kép trong cuộc xung đột ở Gaza ông đã đề xuất sáng kiến ba bước để giải quyết cuộc xung đột gồm đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện thúc đẩy quản trị gaza sau xung đột theo nguyên tắc người palestine quản lý palestine và thực hiện hiệu quả giải pháp hai nhà nước ông vương nghị cũng lưu ý rằng trung quốc sẽ tăng cường đoàn kết với các nước ả rập nỗ lực cùng với các bên tránh để tình hình gia tăng và xấu đi về phần mình theo bộ ngoại giao trung quốc ông abdelati bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của ai cập về tình hình gia tăng ở gaza đồng thời cho rằng vụ ám sát ông Haniye đã khiến việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn trở nên khó khăn hơn, thậm chí có khả năng dẫn đến một cuộc xung đột toàn diện trong khu vực. Theo ông, khu vực này không thể chịu đựng thêm xung đột và bất ổn nữa, đồng thời hy vọng duy trì phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc để ngăn chặn tình hình leo thang hơn nữa. Ngoại trưởng Vương Nghị cũng đã có cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Jordani Ayman al-Safadi. Ông cho rằng vụ ám sát đã phá hoại tiến trình đàm phán ngừng bắn ở Gaza và khiến tình hình khu vực căng thẳng. Theo ông, chìa khóa để tránh tình hình xấu đi và gia tăng là sớm đạt được lệnh ngừng bắn đầy đủ và lâu dài ở Gaza và cộng đồng quốc tế có tiếng nói nhất quán hơn và tập hợp thành lực lượng chung về vấn đề này. Ông Vương Nghị khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng duy trì liên lạc và phối hợp với Jordani để cùng thúc đẩy các bên liên quan xuất phát từ Đại cục Hòa Bình, ngừng các hành động làm leo thang tình hình và sớm nối lại đàm phán ngừng bắn. Trung Quốc sẽ tiếp tục sát cánh cùng các nước Ả Rập ủng hộ mọi nỗ lực có lợi cho việc đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài và đầy đủ ở Gaza, tránh leo thang xung đột và đối đầu hơn nữa, thúc đẩy tình hình ở Trung Đông nhanh chóng hòa hoãn. Trong khi đó, ông Safadi cho rằng vụ ám sát thủ lĩnh Hamas đã làm gia tăng căng thẳng ở Trung Đông và khiến tình hình trở nên vô cùng nguy hiểm. Theo ông, cộng đồng quốc tế cần hành động ngay lập tức để tránh xung đột, ngăn chặn các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, sớm đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza và cuối cùng là thực hiện việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập thông qua giải pháp hai nhà nước. Ông Safadi cho biết Jordani sẵn sàng duy trì liên lạc với Trung Quốc, đồng thời kỳ vọng và tin tưởng rằng Trung Quốc sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong việc thúc đẩy lệnh ngừng bắn và chấm dứt xung đột ở Gaza. Theo một cuộc thăm dò toàn quốc công bố, lần đầu tiên trong những năm gần đây, đa số người Mỹ phản đối điều binh sĩ đến bảo vệ Israel nếu nước này bị các nước láng giềng tấn công Theo tờ Washington Post Cuộc khảo sát của hội đồng Chicago Về vấn đề toàn cầu cho thấy Tỷ lệ phản đối là 55% Trong khi có 41% ủng hộ động thái này Những người theo đảng Cộng Hòa Có xu hướng ủng hộ động thái này nhiều hơn Trong đó 55% nói rằng Họ ủng hộ điều binh sĩ bảo vệ Israel Trong khi có 35% người theo đảng Dân Chủ Và người không theo đảng nào ủng hộ điều binh sĩ Kết quả khảo sát này được đưa ra Khi có nhiều mối đe dọa đang bổ vệ Israel trong đó có mối đe dọa từ Iran, nước tuyên bố sẽ trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của Hamas là Ismail Haniyeh. Ngoài ra, Israel còn đối mặt với mối đe dọa khi các cuộc giao tranh với Hezbollah ở biên giới phía bắc với Liban có thể biến thành cuộc xung đột toàn diện. Cuộc thăm dò nói trên được thực hiện trực tuyến trước vụ ám sát ông Haniyeh và trước khi Iran đưa ra tuyên bố đáp trả. Khảo sát này được thực hiện với 1.056 người Mỹ trưởng thành với tỷ lệ sai số là cộng hoặc trừ 3,2 điểm phần trăm. Cuộc thăm dò của Hội đồng Chicago cho thấy tỷ lệ người Mỹ ủng hộ điều binh sĩ đến bảo vệ Israel đã giảm kể từ khi cuộc xung đột ở Gaza nổ ra, mặc dù không rõ liệu xu hướng giảm này có liên quan cụ thể đến cuộc xung đột ở Gaza hay không. Tỷ lệ người Mỹ ủng hộ điều binh sĩ đến bảo vệ Israel nếu các nước láng giềng tấn công nước này 41% là thấp nhất kể từ khi Hội đồng Chicago bắt đầu đặt câu hỏi tương tự vào năm 2010. Năm đó, 47% người Mỹ cho biết họ ủng hộ điều binh sĩ bảo vệ Israel. Vào năm 2012, 49% ủng hộ động thái này và vào năm 2014, 45% ủng hộ. Trong năm 2015, 2018 và 2021, tỷ lệ ủng hộ là 53%. Cuộc thăm dò của Hội đồng Chicago cũng cho biết có 56% người Mỹ phản đối điều động binh sĩ Mỹ nếu Iran tấn công Israel, trong khi 42% ủng hộ sử dụng binh sĩ trong tình huống này. Việc sử dụng binh sĩ Mỹ trên bộ để bảo vệ Israel trước đối phương gần đây chưa được đề cập nhiều, nhưng dù sao đây cũng là một vấn đề nhạy cảm đối với công chúng Mỹ khi Mỹ xây dựng một bến tàu nổi ngoài khơi giải Gaza để chuyển thêm viện trợ cho người dân Palestine. Chính quyền Mỹ đã nói rõ rằng sẽ không có binh lính Mỹ nào có mặt trên bộ ở Gaza. Kết quả cuộc thăm dò trên cùng với các cuộc thăm dò khác cho thấy công chúng Mỹ tỏ ra không hài lòng với Israel. Theo một cuộc thăm dò của Gallup công bố vào tháng 3, hầu hết người Mỹ không tán thành hành động quân sự của Israel, trong đó 55% không tán thành và 36% tán thành. Trong những tuần gần đây, Israel và Hamas thông qua các bên trung gian, bao gồm Mỹ và Qatar, đã tiến triển trong đàm phán một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột và trao trả các con tin vẫn đang bị giam giữ ở Gaza. Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn chưa đạt được và việc sát hại ông Haniye có thể khiến các cuộc đàm phán đi chảy hướng. Về phần mình, Israel đang tích cực chuẩn bị mọi mặt để đối phó với cuộc tấn công trả đũa của Iran và các lực lượng thân Iran. Bộ Ngoại giao Israel đã phát hành một tài liệu cho tất cả các đại sứ quán nước này trên toàn thế giới để sẵn sàng đưa ra phản ứng trong trường hợp Israel đáp trả các cuộc tấn công của Iran và lực lượng Hezbollah ở Liban. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh cả Iran và Israel đều nên tránh gia tăng xung đột ở Trung Đông. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ cũng cho hay cam kết của Mỹ đối với an ninh của Israel là tuyệt đối, nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục bảo vệ Israel trước các cuộc tấn công của đối phương. Truyền thông và người dân Liban cho biết các phi cơ quân sự Israel vừa bay thấp qua thủ đô Beirut Vài phút trước khi ông Shayet Hassan Nasrallah, thủ lĩnh Hezbollah, phát biểu tưởng niệm ông Fuad Shukr, chỉ huy của nhóm bị ám sát trong trận không kích cách đây một tuần, loạt tiếng động lớn mà các máy bay quân sự tạo ra khi vượt tường âm thanh đã khiến người dân ở Beirut phải vội vã mở cửa sổ để tránh vỡ kính, số khác đứng trên ban công để nhìn phương tiện này. Vượt tường âm thanh là hiện tượng xảy ra khi một vật thể di chuyển tốc độ vượt âm thanh 1.236 km/h. Tiếng động chói tai vang lên được gọi là tiếng nổ siêu thanh và một làn mây nhỏ bao quanh vật thể xuất hiện. Đây nhiều khả năng là hành động mang mục đích thị uy. Ông Nasrallah gọi sự việc là hành vi thách thức những người tập trung ở vùng ngoại ô miền nam để tham dự lễ tưởng niệm và xem thủ lĩnh Hezbollah phát biểu trên truyền hình. Trước đó, theo hãng Reuters, Hezbollah cho biết nhóm vũ trang này đã phóng một loạt drone tấn công vào hai địa điểm quân sự gần thành phố Acre ở miền bắc Israel, đồng thời tấn công một xe quân sự của Israel ở địa điểm khác. Tuy nhiên, nhóm Hezbollah cảnh báo. Đây vẫn chưa phải là đòn tấn công trả đũa được mong đợi của nhóm này sau vụ Israel không kích khiến chỉ huy cấp cao Hezbollah thiệt mạng. Quân đội Israel tường thuật nhiều drone đã bay từ hướng Liban sang và một chiếc drone đã bị đánh chặn. Một số thường dân bị thương ở phía nam thành phố ven biển Nahariya. Trong một tuyên bố, quân đội Israel thông tin coi báo động đã vang lên xung quanh thành phố Acre nhưng lại là báo động giả. Họ cho biết lực lượng không quân của mình đã tấn công hai cơ sở của Hezbollah ở miền nam Liban căng thẳng gia tăng tại Trung Đông trong tuần qua sau các vụ ám sát những thành viên quan trọng của Hezbollah và Hamas đẩy Trung Đông đứng trước bờ vực xảy ra cuộc chiến toàn diện. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã thúc đẩy nỗ lực ngoại giao nhằm kêu gọi các bên kiềm chế, tránh căng thẳng gia tăng. Sau vụ ám sát nhà lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniye và vụ Israel không kích vào Liban hạ sát chỉ huy quân sự Fuad Shuk đã khiến căng thẳng tại khu vực Trung Đông tăng cao phát biểu tại lễ tưởng niệm chỉ huy quân sự Hezbollah, Fuad Shuk, kéo dài một tuần. Thủ lĩnh Hassan Nasrallah vừa qua tuyên bố, Hezbollah có nghĩa vụ phải đáp trả Israel bất kể hậu quả ra sao. Tuyên bố của ông Hassan Nasrallah cũng cho biết, Hezbollah sắp có phản ứng và phản ứng này sẽ mạnh mẽ và hiệu quả. Lực lượng này sẽ tự mình trả đũa hoặc có phản ứng thống nhất từ tất cả các nhóm. Các cuộc tấn công lẫn nhau giữa Hezbollah và Israel vẫn tiếp diễn. Mới đây nhất, Hezbollah đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào các cơ sở quân sự ở miền bắc Israel. Trong khi các cuộc không kích trước đó của Israel vào miền nam Liban đã khiến một số binh sĩ Hezbollah thiệt mạng. Phía Hezbollah cho biết các cuộc tấn công trong những ngày qua chưa phải là hành động trả đũa của lực lượng này đối với vụ Israel hạ sát chỉ huy quân sự cấp cao của họ. Trước đó, Bộ ngoại giao Iran cũng tuyên bố nước này sẽ trừng phạt và tái lập sự răn đe đối với Israel. Căng thẳng tại Trung Đông đang tăng cao khi một cuộc tấn công tiềm tàng của Iran và các lực lượng thuộc trục kháng chiến ở khu vực được cho là sẽ xảy ra trong những ngày tới. Cụ thể, giới phân tích cho rằng Iran cùng các nhóm đồng minh sẽ đáp trả mạnh mẽ và tìm cách khôi phục khả năng răn đe sau khi Israel bị cáo buộc tiến hành hai vụ ám sát chấn động Trung Đông. Hamid Reza Azizi, chuyên gia về Iran và là thành viên của Hội đồng Trung Đông về các vấn đề toàn cầu tại Doha, Qatar, nhận định rằng một trong những quan điểm được ủng hộ ở Iran là họ cần phải thể hiện phản ứng kiên quyết, mạnh mẽ và sẵn sàng tham gia vào một cuộc xung đột. Ông nói thêm, các nhà lãnh đạo Iran nghĩ rằng nếu không làm như vậy thì Israel sẽ không dừng lại và sau một thời gian, các quan chức Iran có thể bị Israel nhắm mục tiêu công khai. Trong khi đó, lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, Tổng thống Masoud Pezeshkian và các tướng lĩnh quân sự hàng đầu Iran đang thảo luận về các lựa chọn trả đũa Israel. Điều có thể quyết định liệu xung đột có bùng phát giữa hai lực lượng quân sự hùng mạnh nhất Trung Đông hay không. Ngoài ra, cách thức Iran trả đũa sẽ tạo ra những hậu quả khác nhau nếu nước này quyết định tập kích trực tiếp bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV nhằm vào Israel như hồi tháng 4 vừa qua, chu kỳ tấn công và đáp trả sẽ có thể dễ dàng rút ngắn. Tất cả cơ sở hạt nhân Iran đều có thể bị lực lượng phòng vệ Israel IDF san phẳng. Đây sẽ là hậu quả nghiêm trọng mà Tehran có thể hứng chịu nếu chủ động tấn công nhà nước do Thái. Được biết, Tenaviv đã gửi thông điệp tới Tehran thông qua một nước thứ ba Họ cảnh báo sẽ phá hủy mọi cơ sở hạt nhân của Iran trong trường hợp xảy ra bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào mục tiêu dân sự trên lãnh thổ của mình. Lo ngại của Tehran là có cơ sở bởi Israel nhiều lần khẳng định tiêm kích tàng hình F-35I Adir của họ thường xuyên tiến vào không phận Iran, lượn nhiều vòng trên đầu các cơ sở hạt nhân mà không bị phát hiện. Trong trường hợp nổ ra xung đột toàn diện, không quân Israel tự tin rằng họ sẽ xóa bỏ năng lực hạt nhân mà iran phải rất vất vả xây dựng từ nhiều năm qua chỉ trong trước mắt mặc dù vậy căn cứ vào các phát biểu cũng như động thái từ iran tehran nhiều khả năng không có ý định từ bỏ việc trả thù cho cái chết của thủ lĩnh hamas bộ ngoại giao iran đã ra thông báo cho các đại sứ của nước này trên thế giới biết việc tehran có kế hoạch tấn công israel bên cạnh đó tất cả những nước láng giềng đều được thông báo về hoạt động quân sự sắp tới Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh Iran không tìm cách mở rộng quy mô xung đột và khủng hoảng trong khu vực. Tuy nhiên, ông cho rằng Israel chắc chắn phải trả giá cho tội ác và sự trơ tráo của mình. Iran và Hamas đổ lỗi cho Israel về vụ ám sát và tuyên bố sẽ trả thù. Nhà nước Israel không xác nhận cũng không phủ nhận sự liên quan của nước này trong vụ ám sát. Tổng thống Iran cũng gửi lời cảm ơn đến Nga vì sự ủng hộ dành cho người dân Palestine và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ Iran-Nga. Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu đồng tình với đề xuất này, nhấn mạnh Tehran là một trong những đồng minh chiến lược quan trọng của Moscow. Trong khi đó, Israel và Mỹ đang chuẩn bị kịch bản Iran tấn công để sẵn sàng đáp trả mối đe dọa của Tehran. Axios dẫn nguồn cho hay chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tin rằng cuộc tấn công sẽ xảy ra trong vòng vài ngày tới. Theo hãng tin Axios, quân đội Israel đang đặt trong tình trạng báo động cao trong khi lực lượng Mỹ tăng cường sự hiện diện trong khu vực. Tờ Times of Israel thông tin, kịch bản Iran tấn công đã được thảo luận tại cuộc họp an ninh cấp cao của Israel có sự tham dự của Giám đốc Tình báo và Quốc phòng Israel. Trong khi đó, Washington tiến hành thúc giục đồng minh ngăn cản leo thang căng thẳng trong khu vực. Nếu Israel bị tấn công, Mỹ sẽ bảo vệ đến cùng. Theo Zero News Arab, lực lượng Hezbollah ở Liban và Houthi ở Yemen đã công bố các cảnh quay giám sát những địa điểm chiến lược ở Israel và Ả Rập Xê Út do UAV của họ thực hiện, như một thông điệp rõ ràng gửi đến các nước Trung Đông vốn được trang bị vũ khí hiện đại. Hezbollah gần đây đã công bố video bằng UAV của lực lượng này về các cơ sở quân sự và tình báo ở miền Bắc Israel và các nguyên Golan. Trước đó, Hezbollah đã công bố một video cũng do UAV thực hiện về thành phố ven biển Haifa của Israel. Houthi cũng công bố một video quay bằng UAV của lực lượng này về các cảng biển và sân bay của Ả Rập Xê Út. Ông Freddy Khoury, một nhà phân tích an ninh toàn cầu về Trung Đông và Bắc Phi tại công ty tình báo rủi ro Rane của Mỹ, nhận định với tên lửa và UAV hiện đại, Hezbollah và Houthi có thể gây hại cho các tài sản chiến lược của Israel bất chấp hệ thống phòng không tiên tiến của nước này. Ông Nicolas Heras, giám đốc cấp cao về chiến lược và đổi mới tại Viện New Lines của Mỹ nêu rõ Hezbollah đang tìm cách trở nên thành thạo hơn trong việc sử dụng nhiều loại UAV, từ UAV tấn công đến UAV thương mại, được trang bị camera có độ phân giải cao. Trên thực tế, Hezbollah và Houthi không cân xứng với Israel và Ả Rập Xê Út về mặt công nghệ quân sự. Do đó, những video được quay bằng UAV của Hezbollah và Houthi cho thấy khả năng của các lực lượng này và buộc các nước trong khu vực phải nâng cao cảnh giác. Đối với Israel, những UAV cỡ nhỏ cũng đã trở thành công cụ đắc lực để lính Israel đối phó với lực lượng Hamas thoát ẩn thoát hiện trong các đô thị ở Gaza không chỉ dùng thăm dò trong các đường hầm. Trên tiền tuyến, đô thị của Gaza, quân đội Israel cũng đã dùng những chiếc UAV này khảo sát các tòa nhà đổ nát trước khi cử binh lính tới. Chúng cũng cung cấp năng lực trinh sát trên không cho các đơn vị và thỉnh thoảng đóng vai trò như vũ khí tấn công. Các quan chức quân sự Israel cho rằng UAV đã đóng vai trò thiết yếu trong việc giảm thiểu thương vong khi họ mở chiến dịch trên bộ tại Gaza, một tiền tuyến đông dân cư, nơi lực lượng Hamas luôn thoát ẩn thoát hiện và đầy dậy bẫy mìn giới chức quân sự israel cho biết những uav này là trụ cột hỗ trợ quan trọng cho các binh sĩ nhưng các uav bốn cánh nhỏ giá rẻ lại tỏ ra hữu ích hơn về nhiều mặt ở một số khu vực tiền tuyến như trong các địa đạo việc sử dụng ngày càng nhiều uav thương mại cỡ nhỏ từ lâu đã trở thành thực tế mới trong các cuộc xung đột trên khắp thế giới uav bốn cánh đã trở thành cứu tinh cho các đơn vị nhỏ được trang bị hạn chế hơn của israel trong đó có lực lượng dự bị được huy động tham chiến sau cuộc tấn công của hamas Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Theo hãng tin Reuters, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ, đã chọn thống đốc bang Minnesota, Tim Walz, là người liên danh tranh cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Bà Harris thông báo: "Tôi rất vui khi chia sẻ rằng tôi đã đưa ra quyết định của mình, thống đốc bang Minnesota, Tim Walz sẽ tham gia chiến dịch của chúng tôi." với tư cách là người liên danh tranh cử. Ông Wans là một nhà lãnh đạo đã được tôi luyện qua nhiều trận chiến và có thành tích đáng kinh ngạc trong việc hoàn thành mọi việc cho các gia đình Minnesota. Ông Wans, 60 tuổi, từng là thành viên lực lượng vệ binh quốc gia Mỹ trong hai thập niên và là cựu giáo viên. Ông Wans lần đầu được bầu vào Hạ viện Mỹ vào năm 2006, đại diện một khu vực có xu hướng theo đảng Cộng Hòa. Ông làm hạ nghị sĩ 12 năm trước khi được bầu làm thống đốc bang Minnesota vào năm 2018. Với tư cách là thống đốc, ông Wans đã thúc đẩy chương trình nghị sự tiến bộ bao gồm các bữa ăn miễn phí tại trường học, mục tiêu giải quyết biến đổi khí hậu, cắt giảm thuế cho tầng lớp trung lưu và mở rộng chế độ nghỉ phép có lương cho người lao động ở bang Minnesota. Đội ngũ tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu tấn công thống đốc Wans ngay sau khi Phó Tổng thống Harris chính thức công bố phó tướng. Theo đài CNN, cựu tổng thống mỹ donald trump lập tức gọi bộ đôi này là bộ đôi cánh tả cấp tiến nhất trong lịch sử nước mỹ. ông JD vance, phó tướng liên danh cùng ông trump nói rằng quyết định của bà harris chọn ông wands làm nổi bật mức độ cực đoan của nữ phó tổng thống. ông vance nói vấn đề lớn nhất đối với việc bà harris chọn ông wands làm phó tướng tranh cử không nằm ở bản thân ông wands mà nằm ở bà harris. điều đó cho thấy bà ấy sẽ dễ khuất phục trước những thành phần cấp tiến nhất trong đảng dân chủ. Ông Vance chỉ trích ông Vance vì cách xử lý các cuộc biểu tình vào năm 2000. Đảng Cộng hòa cho rằng ông Vance không đủ quyết đoán trong việc chống lại những kẻ bạo loạn khi đó. Bà Harris và ông Vance chưa lên tiếng về các tuyên bố của bộ đôi Trump-Vance. Hồ sơ vụ án vừa được tòa án liên bang ở Brooklyn giải mật cho biết, Ashif Merchant, 46 tuổi, quốc tịch Pakistan, bị bắt ngày 12 tháng 7 với cáo buộc thuê sát thủ phục vụ âm mưu ám sát chính trị gia hoặc quan chức chính phủ Mỹ trên lãnh thổ Mỹ. Nghi phạm bị bắt giữ trước khi xúc tiến kế hoạch của mình và đang bị giam ở New York chờ xét xử. Giám đốc FBI Christopher Wray nói rằng Merchant có quan hệ mật thiết với Iran. Dù hồ sơ không trực tiếp đề cập cựu Tổng thống Donald Trump, nhiều hãng tin tại Mỹ dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa có thể là một trong những mục tiêu bị nhắm đến. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Merchant từng có thời gian sống ở Iran nhưng không nêu thời điểm cụ thể trong thông cáo. Nghi phạm khai mình có vợ con ở Iran cùng một gia đình khác ở Pakistan. Vào tháng 4, Merchant đã bay từ Pakistan đến thành phố New York, Mỹ để tuyển người tham gia kế hoạch ám sát của mình. Tại Mỹ, Merchant gặp một người mà Merchant tin rằng sẽ giúp sức cho âm mưu của mình và nhờ người này liên lạc với sát thủ ở New York. Tuy nhiên, người mà Merchant gặp lại là một nguồn tin ngầm của lực lượng thực thi pháp luật Mỹ và người này đã giới thiệu hai sát thủ thực chất là đặc vụ FBI, Cục Điều tra Liên bang, nằm vùng cho Merchant. Asif Merchant đã trả 5.000 đô la Mỹ để những người này làm 3 việc, trộm tài liệu, tổ chức một cuộc biểu tình tại sự kiện chính trị nhằm đánh lạc hướng chú ý và ám sát một chính trị gia. Merchant ra kèo rằng, sát thủ sẽ nhận được chỉ đạo về mục tiêu ám sát vào tuần cuối cùng của tháng 8 hoặc tuần đầu tiên của tháng 9 sau khi Merchant đã rời khỏi Mỹ. Nghi phạm bị bắt vào ngày 12 tháng 7 khi chuẩn bị đón chuyến bay rời Mỹ quyền trợ lý giám đốc Christy Curtis của văn phòng FBI New York nói về vụ việc này rằng May mắn thay, những sát thủ mà Mơ Trang cố thuê là các đặc vụ FBI nằm vùng. Thành công trong việc vô hiệu hóa mối đe dọa này không chỉ ngăn chặn được hậu quả thảm khốc mà còn khẳng định lại cam kết của FBI trong việc bảo vệ quốc gia và công dân Mỹ khỏi các mối đe dọa trong nước và quốc tế. Mơ Trang hiện bị giữ trong trại giam liên bang, khai nhận muốn nhắm đến những người tại Mỹ đã làm tổn thương Pakistan và thế giới Hồi giáo. Người này tuyên bố đó không phải là những người bình thường. Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI khởi động điều tra âm mưu này vài tuần trước vụ ám sát hụt ông Trump tại cuộc vận động cử tri ở thành phố Butler, bang Pennsylvania hôm 13 tháng 7. Các nhà điều tra không thấy bằng chứng nào về sự liên quan giữa ông Merchant và tay súng ám sát hụt ông Trump tại Pennsylvania là Thomas Matthew Crooks. B-52 Stratofortress là một trong những máy bay ném bom chủ lực của không quân Mỹ Loại máy bay này có khả năng mang theo vũ khí kể cả bom hạt nhân và có thể được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ chiến lược. Lực lượng Không quân Mỹ hiện đang tìm cách trang bị động cơ và radar mới cho các máy bay ném bom B52 Stratofortress nhằm duy trì hoạt động trong 3 thập kỷ tiếp theo. Được biết, nguyên nhân Mỹ mạnh tay đầu tư nâng cấp B52 là do máy bay ném bom B1 và B2 sẽ ngừng hoạt động vào đầu năm 2030. Dự kiến không quân Mỹ tiến hành thay thế động cơ máy bay ném bom B-52 Stratofortress bằng sản phẩm do Rolls-Royce sản xuất và radar đến từ phía Raytheon. Tuy nhiên, quá trình này đang gặp trở ngại do giá thành cao. Phó Giám đốc Vật liệu cấp cao của chương trình B-52 Brian Knight cho biết chi phí nâng cấp ước tính tăng từ 2,5 tỷ đô la Mỹ lên 15 tỷ đô la Mỹ. Ông Brian Knight thông tin thêm lực lượng không quân vẫn đang tinh chỉnh những ước tính của riêng mình và mong đợi đề xuất mới từ Boeing để thay thế động cơ, bản thân máy bay ném bom B52 Stratofortress phải được bảo trì lại. Trong khi đó, chi phí thay thế radar dự kiến tăng từ 1 tỷ đô la Mỹ lên 3,3 tỷ đô la Mỹ. Từ năm 1952 đến năm 1962, Mỹ sở hữu tổng cộng 744 chiếc B52 được Boeing sản xuất cho quân đội. Sau hơn 70 năm dòng máy bay ném bom này vẫn được Mỹ nâng cấp và cải tiến đều đặn. Một chiếc B52 hiện đại nhất có thể mang theo vũ khí nặng tới 32 tấn và có khả năng di chuyển trong khoảng 14.080 km mà không cần tiếp nhiên liệu trên không. Hiện tại, không quân Mỹ có 76 chiếc B-52 trong biên chế và với những nâng cấp mới nhất, dòng máy bay ném bom này có thể tiếp tục bay cho đến tận năm 2050. Hồi cuối tháng 5, Mỹ từng cử 4 máy bay ném bom B-52 Stratofortress tới châu Âu để nghiên cứu phương án tác chiến trong tương lai và mục tiêu chủ yếu là Crimea và Kaliningrad. Trên tờ The National Interest, cây viết Jeff Skogon cho rằng nhiều chiếc B-52 thuộc biên chế Bộ Tư lệnh Không quân Chiến lược SAC song không được sử dụng. Những trường hợp này rất có thể đã giữ được toàn vẹn khung máy bay nên tồn tại lâu hơn dòng kế nhiệm B-1 Lancer và B-2 Spirit. Mặc dù máy bay ném bom siêu thanh B-1 thay thế một phần B-52, nhưng những vấn đề về bảo trì đã hạn chế khả năng của chúng, dẫn đến việc phải cho loại biên sớm dự kiến vào năm 2036. Tổng thống Bangladesh quyết định giải tán quốc hội. Sau khi lãnh đạo phong trào sinh viên biểu tình đưa ra yêu cầu này, ông Nahid Islam, một trong những lãnh đạo chủ chốt của phong trào sinh viên phản đối chính phủ, nói trong video đăng trên Facebook rằng quốc hội phải giải tán và yêu cầu người biểu tình hành động nếu tối hậu thư này không được đáp ứng. Ông Shibluzaman, thư ký báo chí của Tổng thống Bangladesh, Mohamed Sahabuddin sau đó thông báo Tổng thống đã giải tán quốc hội. Động thái của người biểu tình diễn ra một ngày sau khi Thủ tướng Sheikh Hasina từ chức và rời khỏi đất nước. Sau khi bà Hasina rời đi, người biểu tình xông vào phủ Thủ tướng cũng như tòa nhà quốc hội, đập phá và mang đi nhiều vật dụng. Trong bài phát biểu trên truyền hình sau đó, tư lệnh quân đội Walker Uzzaman cho biết ông đang thảo luận với các đảng đối lập để thành lập chính phủ lâm thời. Các lãnh đạo phong trào biểu tình sinh viên yêu cầu để ông Muhammad Yunus người từng đoạt giải Nobel Hòa Bình, trở thành cố vấn trưởng của chính phủ lâm thời. Asif Mahmoud, lãnh đạo chủ chốt của nhóm sinh viên chống phân biệt đối xử SAD, đăng trên Facebook rằng Chúng tôi tin tưởng vào tiến sĩ Yunus. Ông Yunus hiện ở Paris để thực hiện thủ thuật y khoa đơn giản. Phát ngôn viên của ông cho biết, ông đã đồng ý với yêu cầu của sinh viên để trở thành cố vấn trưởng của chính phủ lâm thời. Ông Yunus, 84 tuổi, cùng ba đồng nghiệp được trao Nobel Hòa Bình năm 2006 vì giúp hàng triệu người dân ở vùng nông thôn Bangladesh thoát nghèo thông qua các khoản vay dưới 100 đô la Mỹ. Ông Yunus đã khởi xướng hình thức tín dụng vi mô. Tuy nhiên, ông Yunus bị tòa án Bangladesh truy tố vào tháng 6 vừa qua với cáo buộc tham ô, dù ông phủ nhận cáo buộc này. Đến nay, ông Yunus chưa đưa ra phản hồi về thông báo của những người biểu tình. Ngân hàng Thế giới World Bank đang đánh giá tác động từ các sự kiện xảy ra gần đây tại Bangladesh đến chương trình cho vay của tổ chức này. Thông báo được Ngân hàng Thế giới World Bank đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Bangladesh, bà Sheikh Hasina từ chức và rời khỏi đất nước khi các cuộc biểu tình tại Bangladesh trở thành bạo loạn, khiến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương. Trong thông báo, Ngân hàng Thế giới lấy làm tiếc trước tình trạng bạo lực và mất mát thương tâm đã xảy ra trong những tuần gần đây ở Bangladesh. Ngân hàng Thế giới bày tỏ hy vọng Bangladesh sớm đạt được một giải pháp nhanh chóng và hòa bình. Ngân hàng Thế giới khẳng định cam kết hỗ trợ nguyện vọng phát triển của người dân Bangladesh. Trước đó vào tháng 6 vừa qua, Hội đồng quản trị của Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt hai dự án vay vốn trị giá tổng cộng 900 triệu đô la Mỹ giúp Bangladesh tăng cường các chính sách tài khoá và tài chính, cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị, qua đó đảm bảo tăng trưởng bền vững và ứng phó tác động của biến đổi khí hậu. Ngân hàng Thế giới đã cam kết tài trợ cho Bangladesh tổng cộng 2,85 tỷ đô la Mỹ trong năm tài chính 2024. Niger sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine với hiệu lực tức thì. Đây là tuyên bố được ông Amadou Abdramane, người phát ngôn chính quyền quân sự Niger, đưa ra trên truyền hình quốc gia. Trong một thông báo, ông abdramane cho biết động thái này được thực hiện là bởi chính quyền kiev đã ủng hộ các tổ chức nguy hiểm và kêu gọi hội đồng bảo an liên hợp quốc ra nghị quyết về hành vi gây hấn của ukraine tuyên bố cũng khẳng định dựa trên sự nghiêm trọng của tình hình cũng như sự can dự có thật và giả định của ukraine trong hành vi gây hấn tại mali chính phủ niger đã quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với hiệu lực tức thì với ukraine nhằm thể hiện sự đoàn kết với chính phủ và nhân dân mali trước đó chính phủ chuyển tiếp ở mali thông báo cắt đứt quan hệ ngoại giao với hiệu lực tức thì với Ukraine sau khi chính phủ Kiev thừa nhận có liên quan đến một hành động gây hấn với nước này. Theo người phát ngôn chính phủ Mali, quyết định được đưa ra nhằm đáp trả bình luận của ông Andriy Yushov, người phát ngôn cơ quan tình báo quân đội Ukraine, thừa nhận sự can dự của Ukraine trong một vụ tấn công của các nhóm khủng bố vũ trang khiến nhiều binh sĩ và thành viên lực lượng an ninh Mali thiệt mạng ở Tinja Altene. Lực lượng vũ trang Mali cho biết đã hứng chịu tổn thất về người đáng kể trong khi giao tranh dữ dội với một liên minh các lực lượng nguy hiểm tại khu vực đông bắc nước này. Niger Mali và các nước khác ở Tây Phi cũng lên án những bình luận về động thái của ông Yuri Pivovravov, đại sứ Ukraine tại Senegal, Guinea, Guinea-Bissau, bờ biển Nga và Liberia. Bộ trưởng Ngoại giao Senegal đã triệu tập đại sứ Pivovarov vào cuối tuần trước. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Ukraine đang cố gắng giành được sự ủng hộ của toàn cầu và đặc biệt là ở Nam Bán Cầu để tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột với Nga. Mali đã đề nghị Wagner hỗ trợ sau khi chính quyền quân sự lên nắm quyền vào năm 2020. Vào tháng 5 năm ngoái, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với người đứng đầu Wagner ở Mali, cáo buộc nhóm này sử dụng hoạt động của mình ở đó để cung cấp thiết bị quân sự cho cuộc xung đột ở Ukraine. Trong khi đó, lực lượng Ukraine được cho là cũng đang hoạt động tích cực ở Sudan, một nơi khác mà Wagner đã tham gia nhiều vào giao tranh. Đây là một dấu hiệu nữa cho thấy xung đột moscow kiev đã vượt ra ngoài biên giới Ukraine. Song song với những biến động trên chính trường thế giới, quay trở lại với những diễn biến liên quan đến xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, trên các mặt trận, giao tranh giữa hai bên vẫn đang diễn ra khốc liệt. Cả Nga và Ukraine đều cố gắng vận dụng những điểm mạnh của mình để công phá vào yếu điểm của đối phương. Bên cạnh đó, vấn đề viện trợ cho Kiev cũng đang nóng dần lên với những chuyển biến mới. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Trang tin quân sự Militani trích dẫn lời đại diện lữ đoàn không quân tấn công số 79 của Ukraine cho biết, phía Nga đã sử dụng xe bọc thép chở quân và xe tăng để tập kích làng Kostiantynivka. Ở khu vực Kurakhov thuộc vùng miền đông Donetsk, các lực lượng Moscow đã cố gắng giành quyền kiểm soát các ngôi làng Kostiantynivka và Paraskovivka suốt thời gian qua. Cuộc tấn công gần đây của họ nhằm vào các vị trí của lính dù và tiểu đoàn bộ binh 471 của Ukraine. Theo nhà chức trách Ukraine, binh lính Kiev đã sử dụng máy bay không người lái UAV trinh sát để liên tục theo dõi hoạt động của các nhóm thiết giáp Nga, đồng thời điều chỉnh hỏa lực nhắm vào đối phương. Trong video mới công bố, một số xe bọc thép chở quân có bánh xích của Nga bắt đầu tiến vào làng Kostiantynovka. Bình sĩ Nga đã cố gắng đổ bộ gần những ngôi nhà bị phá hủy, nhưng các cuộc không kích của Ukraine đã buộc họ phải quay lại và rời khỏi làng. Hãng thông tấn TASS đưa tin, cập nhật chiến trường ngày 6 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát làng Timofejevka thuộc tỉnh Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục đưa tin về hoạt động của những nhóm tác chiến của Nga trong ngày 7 tháng 8. Trong đó đáng chú ý nhất là hoạt động của nhóm tác chiến phía Nam và phía Tây khi hai nhóm này gây nhiều thương vong nhất cho Ukraine trên chiến trường. Cụ thể, nhóm tác chiến phía Nam đã cải thiện vị trí chiến thuật và gây thiệt hại cho các lữ đoàn Ukraine tại gần các khu định cư Chasovya, Kostiantinovka, Vekne Kamenskoy, Ivano Ivanopoli, Grigorovka, Pretechino, Ostroy và Konstantinovka của tỉnh Donetsk. Còn nhóm tác chiến phía Tây giành được nhiều vị trí lợi thế hơn và gây thương vong cho một số lữ đoàn Ukraine gần khu định cư Sinkovka và Tabayevka ở tỉnh Kharkov, khu định cư Stenmakhovka ở tỉnh Lugansk và Toskoy ở tỉnh Donetsk. Trong ngày 6 tháng 8, quân đội Nga vẫn tiếp tục pháo kích vào nhiều nơi trên khắp Ukraine, trong đó đáng chú ý nhất là ở tỉnh Kharkov. Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã tấn công tên lửa vào trung tâm thành phố Kharkov, nghi là có sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ngoài nhiều điểm giao tranh ở Donetsk, hai bên còn đụng độ khốc liệt tại các tỉnh Kharkov và Zaporizhia. Quân đội Ukraine cho biết Nga đã tiến hành 50 đợt không kích với 64 quả bom lượn dẫn đường, tổ chức 752 cuộc tập kích bằng máy bay không người lái UAV cảm tử và nã hơn 4.800 quả đạn pháo 114 quả rocket phóng loạt tại Ukraine. Quân đội Ukraine nhận định rằng lực lượng Nga ở miền đông Ukraine không muốn đối đầu trực diện các xe chiến đấu bộ binh Bradley ở tiền tuyến, mặc dù Moscow cho rằng tình trạng kiệt quệ về nhân lực đang ảnh hưởng đến một trong những lữ đoàn mạnh nhất của Kiev, lữ đoàn cơ giới số 47. Một chỉ huy Ukraine có một danh là Christmas cho biết quân đội Nga biết Bradley là gì Họ không muốn đối đầu trực diện với cỗ máy này. Tôi có lẽ cũng không muốn nếu như tôi là họ. Trước đó, hồi tháng 1, một chỉ huy của Lữ đoàn Cơ giới số 47 chia sẻ với tờ Newsweek rằng binh sĩ Nga sợ phải tham gia các chiến dịch tấn công khi biết rằng Ukraine sẽ sử dụng Bradley. Lữ đoàn Cơ giới số 47 của Ukraine, lực lượng đã hoạt động thường xuyên tại các điểm nóng giao tranh. Ở mặt trận miền đông Ukraine là đơn vị duy nhất được biết đến đang sử dụng xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ tài trợ cũng như xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams. Theo quân đội Ukraine, Bradley được xem là sự thay thế tạm thời của Abrams trên chiến trường trong bối cảnh Kiev đang thiếu hụt nguồn cung vũ khí. Trên hàng trăm dặm tiền tuyến trải dài qua miền đông Ukraine, xe bọc thép và xe tăng ở cả hai bên đều phải cảnh giác cao độ với hỏa lực pháo binh của bên kia, đồng thời luôn để mắt đến các đợt tấn công bằng máy bay không người lái có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Dù được mệnh danh là sát thủ diệt tăng, nhờ được trang bị hai bệ phóng với 7 tên lửa chống tăng kép Bradley vẫn không tránh khỏi việc bị lọt vào tầm ngắm của các UAV và FPV, máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất. Sáng kiến mặt trận thép, một nỗ lực chung của nhiều doanh nghiệp do ông trùng sát thép người Ukraine, Rinat Ametov điều hành, đã phát triển các tấm chắn kim loại để bảo vệ xe tăng Abrams và xe chiến đấu bộ binh Bradley khỏi mối đe dọa từ các FPV mang theo bom của Nga. Lữ đoàn cơ giới số 47 cho biết, pháo binh Nga luôn hoạt động không ngừng nghỉ để tìm kiếm xe Bradley cùng với sự hỗ trợ của các máy bay không người lái từ trên cao. Tần suất xuất hiện của các máy bay ngày càng dày đặc, tỷ lệ thuận với những bước tiến của Nga về phía đông Ukraine. Bước sang thứ 5 của cuộc xung đột, Nga giành được một số thành tựu nhất định tại khu vực này, tuyên bố chủ quyền đối với Avdivka vào tháng 2 năm 2024 và tiến về phía Tây trong những tháng sau đó lực lượng của Moscow đang áp sát thành phố chiến lược Porov và quân đội Ukraine liên tục báo cáo với các cuộc đụng độ dữ dội nhất dọc theo tiền tuyến. Hồi đầu tháng 6, Nga tuyên bố đã chiếm được Novoselivka Pesa, một khu định cư ở phía tây Avdivka và phía đông nam Porov. Bộ Tổng tham mưu Ukraine đầu tuần này cho biết, Nga đã tiến hành 30 cuộc tấn công vào những khu vực xung quanh Porov, bao gồm làng Zelane nằm ở phía tây Novoselivka Pesa và Novoleksandrivka nằm ở phía đông bắc Zelane. Nga kiểm soát Crimea kể từ khi sắp nhập bán đảo này vào năm 2014 và đặt trụ sở hạm đội Biển Đen ở Sevastopol. Tuy nhiên, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, Kiev đã nhiều lần tấn công các mục tiêu ở Crimea, phá hủy hoặc làm hư hại khoảng một nửa số tàu chiến của hạm đội Biển Đen. Và mới đây nhất, lực lượng Ukraine cho biết quân đội Nga đã gia tăng số lượng tàu chiến ở Biển Đen. Cụ thể, theo Hải quân Ukraine, Nga đã triển khai hai tàu chiến được trang bị tên lửa hành trình Kalib đến Biển Đen, trong khi một ngày trước đó chỉ có một tàu được ghi nhận ở khu vực này. Tại khu vực biển địa Trung Hải, ghi nhận sự xuất hiện của hai tàu chiến Nga, một trong số đó được trang bị 16 tên lửa hành trình Kalib. Tại biển Azov, không ghi nhận sự xuất hiện của tàu chiến Nga. Được biết, người phát ngôn của Hải quân Ukraine, ông Dmitry Pletenchak nói rằng Nga đã thay đổi chiến thuật ở biển Đen và biển Azov thay vì triển khai tàu nổi, Nga chuyển sang sử dụng tàu ngầm. Người phát ngôn lưu ý rằng với chiến thuật này, tàu ngầm của Nga khó bị phát hiện và tiêu diệt hơn. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng Kyiv vẫn có thể giành lại Crimea nếu có đủ vũ khí, nhân lực và thời gian. Ukraine có thể tiến hành chiến dịch vượt qua eo đất Pereko, nơi chia tách Crimea với đất liền Ukraine hoặc vượt qua vùng đầm lầy Sivas ở phía đông để đến Crimea. Nhưng để làm được điều này, trước tiên Ukraine cần phải đột phá qua phòng tuyến Suvorikin của Nga, một hệ thống phức tạp gồm các công sự phòng thủ và chướng ngại vật trên khắp các lãnh thổ do Nga kiểm soát ở phía nam và phía đông Ukraine mà Kiev chưa bao giờ xuyên thủng được. Theo ông Sergei Sumleny, người sáng lập Trung tâm Sáng kiến Phục hồi châu Âu của Đức, câu hỏi hiện nay là khi nào Ukraine sẽ tích lũy được nhiều hỏa lực như vậy không chỉ pháo binh mà còn cả không quân để họ có thể vượt qua các tuyến phòng thủ của Nga và sau đó tiếp cận Crimea. Ông Sumlani cho biết nếu và khi quân đội Ukraine đến Crimea, họ có thể phá hủy cầu Kerch và tuyến phà cuối cùng qua biển Azov, cắt đứt mọi tuyến tiếp tế của Nga đến bán đảo này và cô lập lực lượng Nga tại đây. Theo ông Sumlani, lịch sử cho thấy Crimea dễ bị tấn công. Năm 2021, Hồng quân Liên Xô đã đánh bại quân Bạch Vệ và giành quyền kiểm soát bán đảo năm 1941, phe trục đã xâm lược Liên Xô trong chiến dịch Barbarossa với lực lượng trên bộ bao vây Sevastopol. Ông Sumleni nói, Crimea thực tế là một pháo đài không thể bảo vệ được. Vì vậy, theo quan điểm của tôi, nếu quân đội Ukraine vượt qua được eo đất Pereko, lực lượng Nga sẽ phải đối mặt với một trong hai lựa chọn, rút lui ngay lập tức khỏi Crimea hoặc bị đánh bại và bị bắt giữ. Tuy nhiên, các chuyên gia khác nhận định thận trọng hơn, Ông Temnicki, chuyên gia tại trung tâm Á-Âu, Hội đồng Đại Tây Dương của Mỹ, cho rằng một cuộc tấn công toàn diện nhằm giành lại Crimea là rất khó xảy ra do những tổn thất to lớn mà Ukraine đang phải gánh chịu. Đã có những lo ngại rằng Nga sẽ cân nhắc đến lực lượng hạt nhân nếu quân đội của họ đang trên bờ vực mất Crimea. Trong nhiều tháng qua, giới chức Ukraine đã kêu gọi các nước bảo trợ phương Tây cho phép sử dụng những vũ khí tốt nhất mà họ cung cấp, đặc biệt là tên lửa đạn đạo để tấn công máy bay chiến đấu đang đỗ tại các sân bay bên trong lãnh thổ Nga, phong trường hợp Nga sử dụng các máy bay này tập kích các thành phố của Ukraine. Tuy vậy, Mỹ và nhiều nước NATO đã phản đối, viện dẫn nguy cơ xung đột gia tăng và vượt ra ngoài biên giới Ukraine khi cuộc giao tranh bước sang tháng thứ 29. Không được sự chấp thuận của phương Tây, Ukraine đã tăng cường tấn công vào những sân bay dễ bị tổn thương nhất của Nga bằng các loại vũ khí do chính nước này sản xuất. Vừa qua, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công căn cứ không quân Morozovsk ở miền nam nước Nga, cách tiền tuyến ở miền đông Ukraine 321 km. Theo lực lượng tình báo Ukraine, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái này đã phá hủy một máy bay ném bom Su-34 của không quân Nga, làm hư hại hai chiếc Su-34 khác và đốt cháy một kho chứa đạn dược. Cơ quan tình báo Ukraine công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy một khu vực rộng lớn bị thiêu dụi do đạn dược phát nổ sau vụ tấn công. Đây không phải là lần đầu tiên Ukraine tập kích sân bay Morozovsk, nhưng là đợt tập kích dữ dội nhất. Giới phân tích cho rằng các cuộc tấn công tương tự trong thời gian tới sẽ trở nên khó khăn hơn khi Nga tái triển khai máy bay chiến đấu đến các căn cứ kiên cố được bảo vệ nghiêm ngặt hơn. Theo các chuyên gia quân sự, bằng cách nhắm mục tiêu vào sân bay Morozovsk, và các sân bay khác gần biên giới Nga-Ukraine. Kiev hy vọng sẽ phá hủy các nhân tố chính hỗ trợ chiến dịch ném bom lượn của Nga gồm máy bay chiến đấu, mang bom và các quả bom lượn. Hồi đầu mùa hè năm nay, Ukraine đã nhận thấy cơ hội hiếm hoi để giáng đòn mạnh vào cơ sở hạ tầng chứa bom lượn của Nga. Khi trung đoàn ném bom số 47 của không quân Nga đỗ hàng chục chiếc Su-34 tại căn cứ không quân Vronyets-Mansevo ở miền nam nước này, cách biên giới Ukraina hơn 160 km. Hiện tại, Nga đang đặt nhiều máy bay Su-34 ở các căn cứ cách biên giới hàng trăm km. Chúng được đảm bảo an toàn trước hầu hết các cuộc tấn công của UAV cũng như tên lửa ATACMS của Ukraina. Nếu bây giờ nhà trắng cho phép Ukraina tiến hành các cuộc tấn công bằng ATACMS vào căn cứ của Nga để phá hủy Su-34 thì điều này có thể đã quá muộn vì loại tên lửa mạnh nhất của ATACMS chỉ có tầm hoạt động khoảng 300 km, trong khi các mục tiêu đã ở quá xa. Để ngăn chặn chiến dịch ném bom lượn của Nga, Ukraine cần phải phá hủy hàng chục chiếc Su-34. Nhưng các đợt triển khai máy bay chiến đấu theo chiến lược mới của Nga đang khiến điều này trở nên khó khăn hơn. Đoạn video được máy bay không người lái UAV trinh sát Nga ghi lại cho thấy xe phòng không Strela 10 của quân đội Ukraine đã không có bất kỳ hành động nào ngăn chặn UAV Lancet Nga tập kích. Khối thuốc nổ của Lancet đã nhanh chóng kích nổ đạn chứa trong xe Strela 10. Sau một khoảng thời gian theo dõi, chiếc UAV xác nhận khí tài phía Ukraine đã cháy hoàn toàn. Hồi tháng 4, Lữ đoàn Cơ giới 65 của Ukraine cũng công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc hệ thống pháo binh M142 HIMARS phá hủy tổ hợp phòng không Strela-10 của Nga bằng một đòn tấn công chính xác. Theo các nhà phân tích quân sự của Oshin, vị trí của tổ hợp phòng không bị phá hủy được xác định nằm ở ngoại Min, thuộc vùng Zaporizhia. Trước đó, vào tháng 1 năm nay, lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine cũng tuyên bố phá hủy tổ hợp phòng không này của Nga. 9K35 Strela 10, Strela trong tiếng Nga nghĩa là mũi tên, là tổ hợp tên lửa đất đối không tầm thấp của Liên Xô, được sản xuất từ những năm 1973 và đưa vào biên chế trong quân đội năm 1976. Tổ hợp có nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu, binh sĩ trước các cuộc tấn công trên không của đối phương. Tổ hợp tên lửa được chia làm 3 khoang với kíp chiến đấu gồm 3 người ở phía trước, động cơ ở giữa và khoang trở quân ở phía sau. Bệ phóng được gắn ở phía sau trung tâm của xe có thể di chuyển 360 độ. Strela 10 có trọng lượng 12,1 tấn, chiều dài 6,45 m, chiều rộng 2,85 m và chiều cao 2,22 m. Vì sử dụng khung gầm là xe bọc thép đa dụng MTLB nên nó có tính cơ động cao. Tổ hợp được trang bị động cơ diesel, IA MZ 238V, công suất 240 mã lực, cho phép di chuyển với tốc độ 60 km/h, tầm hoạt động 500 km. Vũ khí chính sử dụng cho tổ hợp này là tên lửa 9M37 được dẫn đường bằng hồng ngoại, quang học. Mỗi tên lửa có chiều dài 2,2 m, đường kính 0,12 m khối lượng 40 kg, trong đó đầu đạn nặng 3,5 kg. Tên lửa có tốc độ tối đa đạt Mach 2, trần bay 3.500m và tầm hoạt động là 5.000m. Stella 10 mang theo 4 tên lửa đặt trong ống phóng sẵn sàng khai hỏa và 8 tên lửa được đặt bên trong xe để tái nạp. Quá trình nạp chỉ diễn ra trong 3 phút. Theo số liệu được thu thập khi tham gia thực chiến, tên lửa đất đối không 9M37 có tỷ lệ bắn trúng tiêm kích đối phương từ 10-50%. Ngoài ra, Strela 10 còn được lắp thêm một súng máy cỡ nòng 7,62mm để chống lại bộ binh đối phương. Quân đội Nga công bố video cho thấy, mảnh vỡ tên lửa Atak MS của Ukraine bị bắn hạ trong cuộc pháo kích vào thành phố Lugansk gần đây. RIA Novosti đưa tin, Ukraine lần đầu tiên sử dụng tên lửa tầm xa Atak MS mang đầu đạn chùm, phiên bản có tầm bắn 300 km để tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Lugansk. Tuy nhiên, những tên lửa này vẫn bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ khi chúng lao về phía thành phố. Mảnh vỡ tên lửa rơi xuống làm hư hại các tòa nhà dân cư và gây ra một số đám cháy nhỏ trong khu vực. Ấn phẩm này lưu ý rằng các bộ phận còn sót lại cũng như hệ thống dẫn đường đang được các chuyên gia Nga nghiên cứu nhằm cải thiện khả năng đánh chặn những tên lửa loại này. Trước đó, truyền thông Nga đưa tin các lực lượng Ukraine đã tấn công một số địa điểm ở Donbass bằng tên lửa do phương Tây cung cấp, trong đó có cả thành phố Lugansk. Báo cáo ban đầu cho biết, trung tâm hành chính của khu vực đã bị Ukraine tấn công. Trước đó, lực lượng Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào khu công nghiệp ở thành phố Shusha. Ông Leonid Pashaknik, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng cho biết, thành phố Lugansk, thủ phủ của Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, đã bị tấn công bằng ít nhất 8 tên lửa Atak-MS và 4 tên lửa Storm Shadow. Theo ông Pashaknik, Ukraine đã nhắm vào các nhà kho chứa nhiên liệu và khu dân cư. Hệ thống phòng không Nga đã đẩy lùi một phần cuộc tấn công, đánh chặn ít nhất 4 tên lửa. Các mảnh vỡ tên lửa cũng đã gây ra những đám cháy nhỏ ở ngoại ô thành phố. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cột khói đen dày đặc bốc lên từ kho nhiên liệu. Ông Rodion Mirosnik, đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, quân đội Ukraine có thể đã cố gắng thực hiện một cuộc tấn công toàn diện vào Lugansk, nhưng hệ thống phòng không đã hoạt động hiệu quả và đẩy lùi một phần cuộc tấn công. Người đứng đầu chính quyền thành phố Lugansk ông Yana Patsenko cho biết một số tòa nhà dân cư đã bị trúng đạn. Theo truyền thông Nga, Ukraine cũng tiến hành pháo kích vào các thành phố Donetsk và Makiivka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk gây ra vụ nổ lớn khiến các đám khói và bụi bốc lên không trung. Ngoài ra, điều phối viên của lực lượng ngầm Nikolaev, ông Sergei Lebedev cho biết trong một cuộc tấn công vào thành phố Chuguev, vùng Kharkov, quân đội Nga cũng đã phá hủy một kho đạn dược và sở chú ý của Ukraine cũng như hạ một nhóm lính tư nhân nước ngoài. Theo thông tin sơ bộ, cuộc không kích được thực hiện bằng vũ khí có độ chính xác cao. Theo hãng tin Ukraine Form, dẫn lời phát ngôn viên quân đội Ukraine, ông Andriy Kovalyov, lực lượng Ukraine đẩy lùi 41 cuộc tấn công của đối phương tại mặt trận Pokrovsk. Còn tại hướng Toresk, phía Nga có sự hỗ trợ của các máy bay tiến hành 26 cuộc tấn công tại các khu vực Pipnichne, Toresk và New York. Ngoài nhiều điểm giao tranh ở Donetsk, hai bên còn đụng độ khốc liệt tại các tỉnh Kharkov và Zaporizhia. Quân đội Ukraine cho biết, Nga đã tiến hành 50 đợt không kích với 64 cổ bom lượng dẫn đường, tổ chức 752 cuộc tập kích bằng máy bay không người lái UAV cảm tử và nã hơn 4.800 quả đạn pháo, 114 quả rocket phóng loạt tại Ukraine. Tại thủ đô Kiev, trang tin The Kiev Independent đưa tin, có ít nhất 4 vụ nổ lớn xảy ra không lâu sau khi còi báo động không kích vang lên và không quân Ukraine cảnh báo các tên lửa đang lao đến. Tại Nga, tỉnh trưởng lâm thời alexey Smirnov của tỉnh Kursk cho hay Ukraine đã pháo khiến 5 người bị thương và điều nhiều UAV tấn công, trong đó có ít nhất 26 UAV bị lực lượng phòng không Nga phá hủy. Tại tỉnh Bengorod, tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov cho hay Ukraine tấn công bằng UAV khiến một người thiệt mạng. Cũng liên quan đến việc sử dụng UAV tấn công lãnh thổ Nga, vừa qua một người đàn ông Italia đã bị bắt tại Moscow khi điều khiển máy bay không người lái gần điện Kremlin. Cụ thể, theo hãng thông tấn TASS, nam tiếp viên hàng không, quốc tịch Italia, bị bắt hôm 5 tháng 8 vì điều khiển máy bay không người lái trên công viên Zariade nằm ngay cạnh điện Kremlin ở trung tâm Moscow. Người này giải thích rằng chỉ muốn chụp ảnh thủ đô của Nga và không biết về lệnh cấm máy bay không người lái ở Moscow. Chiếc máy bay không người lái đã bị tịch thu để kiểm tra. Đại sứ quán Italia tại Nga không trả lời yêu cầu bình luận. Năm ngoái, sau cuộc họp của trung tâm khủng hoảng Moscow, chính quyền thủ đô đã ban hành nghị định Cấm tất cả các phương tiện bay không người lái bay qua thành phố, ngoại trừ những phương tiện cần thiết cho nhu cầu của quốc gia. Các nhà chức trách chính quyền Moscow tại thời điểm đó cho biết, văn bản này quy định thứ tự cấp giấy phép cho các chuyến bay của máy bay không người lái trong thành phố. Những giấy phép như vậy giờ đây sẽ chỉ được cấp cho nhu cầu của chính phủ. Ngoài ra, trong cuộc họp trung tâm khủng hoảng Moscow, chính quyền thủ đô Moscow quyết định tăng cường khả năng ngăn chặn máy bay không người lái UAV bất hợp pháp buộc các cá nhân và tổ chức phải chịu trách nhiệm về việc vi phạm các quy tắc và quy định về không phận. Vào cuối tháng 7, sau khi giành được làng Prores giữa Adipka và Pokrovsk, quân đội Nga đã đánh tạt sườn và tiếp cận từ phía sau các đơn vị của Ukraine đang phòng thủ ở tiên tuyến gần đó, buộc họ phải từ bỏ các vị trí của mình. Thậm chí các cuộc phản công với sự hỗ trợ của xe tăng do lực lượng vũ trang Ukraine tiến hành cũng không thể ngăn chặn được đà tiến công của đối phương. Kết quả là quân đội Nga đã tiến được 7 km gần hơn tới Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng cho các lực lượng của Kiev ở Donbass. Hiện vẫn chưa rõ các chỉ huy của Ukraine có thể ổn định tình hình hay không. Ngoài ra, bất chấp việc điều động các lực lượng dự bị, quân đội Ukraine vẫn tiếp tục mất các vị trí ở làng New York và Zalizne thuộc khu vực đô thị Toresk. Quân đội ở những ngôi làng này đang đối mặt với rủi ro bị bao vây. Bên cạnh đó, các lực lượng của Moscow cũng đang cố gắng vượt kênh đào Sivetsky, Donetsk, Donbass ở Chasovya và thiết lập một đầu cầu nhỏ ở bờ phía tây của con kênh. Ở khu vực Pokrovsk, sau khi kiểm soát được làng Prores, các lực lượng của Nga đã tiến công xa hơn dọc tuyến đường sắt Ocheretino, Pokrovsk, cũng như tiến về phía nam và phía bắc ngôi làng này. Đoạn video từ UAV của hai bên cho thấy quân đội Nga sau khi đẩy lùi các cuộc phản công nhỏ đã tiếp cận được các ngôi làng Vesely, Zilane và Timo Fibka. Làng Vopche nằm ở phía nam Prores cũng nằm dưới sự kiểm soát của Moscow. Quân đội Nga đã kiểm soát được trung tâm làng Zalizne, trong đó bao gồm hầu hết các khu vực nhà cao tầng là pháo đài phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine. Họ cũng tiếp cận được một căn cứ của đối phương ở phía bắc Zalizne, đằng sau đó là thành phố Toresk, mục tiêu chính trong cuộc tấn công của Nga. Ở phía tây Zalizne, các lực lượng của Nga đã tiến được một vài km về phía làng New York. Trong khi đó, ở trung tâm New York, quân đội Nga đang nỗ lực tiến về phía đông bắc nhằm tấn công vào Zalizne. Ngoài ra, những video xuất hiện gần đây cho thấy các lực lượng của Nga đang tấn công vào phía tây của kênh đào Sivetsky, Donetsk, Donbass ở Chasovya. Cuộc tiến công này trở nên thuận lợi hơn nhờ việc kiểm soát quận Kanan ở bờ đông của dòng sông Donetsk hồi tháng 7. Hiện nay, quân đội Nga đang hoạt động ở một giải đất hẹp dọc bờ kênh đào nằm giữa cầu đường sắt và khu vực kênh đào chảy dưới lòng đất gần Canan. Nếu lực lượng vũ trang Ukraine để các lực lượng Nga tiến vào đây, tình hình ở Chasovya có thể xấu đi nghiêm trọng. Tại Krasnohorovka, các lực lượng của Nga đã kiểm soát được toàn bộ trung tâm thành phố, nơi nằm giữa tiền tuyến Adipka và Marinka. Moscow mất hơn 6 tháng để đạt được thành quả này khi giao tranh ở Krasnohorovka bắt đầu vào mùa đông năm ngoái. Quân đội Nga đã vượt qua các khu vực ngoại ô ở phía Bắc và phía Tây, buộc các lực lượng của Ukraine từ bỏ khu dân cư cao tầng trung tâm để tránh bị bao vây. Sự sụp đổ của phong tuyến ở trung tâm Krasnohorovka cho thấy lực lượng vũ trang Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực trong khu vực. Điều này có thể cho phép quân đội Nga tiến công về phía nam theo hướng thành phố Kurakhov, trung tâm hậu cần chính của quân đội Ukraine ở phía nam Donbass. Tại Vuleda, quân đội Nga đã xoay sở để cắt đứt tuyến tiếp tế chính tới một pháo đài phòng thủ quan trọng của Ukraine ở phía nam Donbass, quanh thị trấn. Con đường này trước đó tiếp tế cho các nhóm chiến đấu ở Vuleda, chạy từ Kurakhov qua làng Kostyantinovka, sau đó xuống phía nam tới Vuleda, chạy qua các tòa nhà công nghiệp cao tầng của các mỏ than đá Pipdenodonbasska 1 và Pipdenodonbasska 3 thuộc làng Vodian. Kể từ mùa đông năm 2022, lực lượng không quân Nga liên tiếp ném bom vào các mỏ than này nhưng vẫn chưa thể xuyên thủng phòng tuyến Ukraine ở Volida. Hiện nay, quân đội Nga đã tiếp cận được con đường Kurakhov volida ở phía nam làng Kostyantinovka. Họ cũng chiếm được các khu vực ngoại ô phía nam Kostyantinovka và tiến gần tới mỏ than Pipdeno Donbass 1 Vuleda đóng vai trò bảo vệ khu vực phòng tuyến ở phía nam Donbass của Ukraine. Tình hình ở đây xấu đi có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng ở các khu vực Kurakhov và Velika Novosinka. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Điểm nóng thế giới trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.